Nga cáo buộc Mỹ dùng chiến tranh thị thực với các thành viên Liên Hợp Quốc. TASS dẫn phát biểu ngày 9 tháng 9 của đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác an ninh thông tin quốc tế Andrei Zhukov cho biết, Mỹ đang kiểm duyệt thành phần của nhóm đàm phán của Nga và mở rộng chiến tranh thị thực với các thành viên Liên Hợp Quốc. Ông Zhukov nói rằng nếu Mỹ vẫn còn tiếp tục có động thái như vậy, Nga cùng các nước có cùng quan điểm có thể sẽ đề xuất việc chuyển địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán quốc tế quan trọng từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York đến một nơi khác để đối phó với chính sách của Mỹ. Cụ thể, quan chức này đã cáo buộc Mỹ cản trở quá trình ngoại giao bình thường của Liên Hợp Quốc. Đây là hành động vi phạm về mặt nghĩa vụ của nước đặt trụ sở Liên Hợp Quốc với tổ chức và các thành viên. Tôi nhấn mạnh, chúng tôi không khao khát tới thăm Mỹ, chúng tôi muốn tới Liên Hợp Quốc, ông Zhukov nói. Theo tiến trình của Liên Hợp Quốc, tất cả các quốc gia đều bình đẳng và có chủ quyền. Họ có toàn quyền để xác định thành phần của phái đoàn sẽ tới đàm phán ở Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, không chỉ Nga mà một số quốc gia khác phải đối mặt với tình huống rằng một số thành viên trong phái đoàn không được cấp thị thực để sang Mỹ hoặc được cấp khi đã quá muộn, quan chức Nga cho biết. Chính vì điều này, ông Zhukov đã cáo buộc Mỹ mở rộng chiến tranh thị thực chống lại các nước khác. Ngoài việc không cấp thị thực, Mỹ cũng có điều kiện ràng buộc liên quan tới visa cấp cho một số phái đoàn. Hồi tháng 7, Washington đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Ivan Zverdyev tới New York, Mỹ để tham gia cuộc họp Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, việc di chuyển của nhà ngoại giao Tây Gian bị hạn chế nghiêm ngặt khi chỉ được di chuyển trong phạm vi 6 dãy nhà gần trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Ông Dzip đã giận dữ chỉ trích hành động của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng có quy định giới hạn các phái đoàn Triều Tiên, CGO, Cuba chỉ được di chuyển trong khu vực bán kính 40 km tính từ vòng xuyến Columbus ở Midtown Manhattan, New York, theo Reuters. Đức Hoàng, theo TASS. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.